Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau.
trong tiếng chúc hai họ hàng. Chúc mừng chú rể và cô dâu như loan với phụng đẹp bên lâu. Tân lang gia nhân tiếp nối vui trong đời, mong cho mai sau mãi sống trong sang giàu, trước nhận hợp hôn cho đời luôn có. Qua một cái thời gian cháu tìm hiểu để báo cáo với gia đình, thì gia đình chúng tôi thì thống nhất là đi trong thời gian qua thì cũng có sự chuẩn bị sắp xếp công việc. Thì hôm nay thì gia đình hỏi ra chúng tôi đã chuyển gia đình rồi, có những phần sau của tôi và mẹ của cháu Liêm, hai là bạn đại đầu của tôi, ta chị Bình Hồng là cũng là chị gái của tôi, tiếp đến chị Bình Hải cũng là chị gái của tôi, tiếp đến là anh Giang, anh Dành, tiếp đến là chị Kiệt, chị gái của Tâm Hồng, bạn của Dương Thành Trân, để hợp tác để tạo đồng của Kiệt, chị Kiều của ta, có Kiều cũng là chị gái của Dung, đại diện cơ quan chính quyền địa phương, hàng xóm, và cuối cùng là cháu gái, cháu trai, em. Thì báo cáo rất đông người, nhưng mà thì đại diện lên thì cũng cái này tốt. Gia đình chúng tôi lên cái chuyện gia đình xin phép cho đặt cái đấy. Mong rằng cái gia đình điều kiện chúng tôi cũng xa, gần thì gần nhưng cũng xa, nên là tôi mong là gia đình nó tạo giúp cho cái lo cho chúng tôi cho vận động rất công việc. Ngày hôm nay là rất là vui, thì cũng xin báo cáo. Xin kính thưa anh họ, thưa quý vị, các cô mà đến đây thì còn ai thì hôm nay ngày lành và tốt, thì qua quá trình tìm hiểu của hai cháu và được sự đồng thuận cao của hai gia đình nội và ngoại, một cái mà hôm nay các cháu đã thành thật thành quả thành cháu, thì qua quá trình của các cháu tìm hiểu thì đến giờ phút này thì chúng tôi cũng đại diện cho họ những cái xin là nhận toàn bộ lễ vật của gia đình họ nhà gái. Và sau đây là tôi cũng xin giới thiệu rằng thực ra thì ta tham gia đây thì một số đại diện thôi, còn đây là bố mẹ của cô dâu của cháu nó, còn đây là cô, tức là cô của chị gái của cô dâu, còn đây là anh trai, là bà, ta gọi là bà của cô dâu, rồi đây là bà cô, rồi đây nữa tiếp là bà cô, và đó là cái cầu, và với bác có vào đấy, và hai cháu, thì Hà Tĩnh cũng kết thúc chỉ như Thái Bình thôi, cứ lễ rất nhiều, năm lễ, nhưng mà bây giờ thời đại và hoàn cảnh đã lễ chấp lễ, đã tất cả ta gom lại làm một lễ, ta gọi là lễ chấp lễ. Thì nhận như thế, lễ giam ngọ, lễ là cưới, lễ mà tài, lễ đón cô dâu, rồi cô dâu như cái lễ đó rất nhiều, nhưng thực ra thôi ta chấp lễ lại. Thì mọi thứ ta cũng đều có một sự thông cảm, nhìn nhận, để cho công việc là hành thông. Thì qua cái quá trình bàn bạc của hai gia đình với nội ngoại, thì đến giờ cũng này thì coi như là cũng mọi thứ rất đẹp.
nhà ngoại cũng xin chúc mọi người được gì được tháng năm một lời chúc an khang thịnh vượng và luôn luôn mãi mãi và đầy sức khỏe. Xin cảm ơn. Về một nhà khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Nghe anh yêu em mãi luôn trong đời, một
ngọt trên cao làm lòng ta luôn khát khao. Tình yêu như mộng đẹp nên thơ làm lòng ta luôn ước mơ. Trái tim em nguyện thề yêu anh, gửi trọn tình yêu đến anh. Dấu yêu ơi gửi đến mai sau, em muốn bên anh mãi mãi. Như hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường. Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Yeah, lòng tràn đôi thay, tình ta mãi không phai. Dù âu lo đời nhiều cam go, mình càng yêu nhau say đắm. Yeah, anh yêu em mãi luôn, nghe anh yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa. Trong đời trả lối về khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường. Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Này người anh yêu hỡi, lại gần đây với anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn giấu. Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau, với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn. Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây, anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi, thấy không con tim anh nói rất cần em. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa, và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em. Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây, anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi, thấy không còn tim anh nói rất cần em. Em ơi, cứ mãi như vậy thì
tình ta sẽ chẳng phai nhòa. Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em. Thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi không đổi thay. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có. Wow.
Lễ vô quy để cùng chúc một ngày hạnh phúc cho cô dâu Nguyễn Ngọc dân duyên cùng với chú rể thân niêm cho buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên bằng những tình cảm thân thương cho phép tổ chức của chúng tôi cùng xin về lời cho hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể cũng như ban nhạc Hoàng Nghĩa nhà hàng tiệc cưới Đại Hôn xin đến toàn thể quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Quý vị, tất cả chúng ta đang sống trong không khí se lạnh của những ngày mùa đông mang đến cho tất cả quý vị khách quý chúng ta. Thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị ai cũng đã chuẩn bị cho mình những chiếc áo choàng, những đôi găng tay hay là những chiếc mũ len xinh xắn để cùng chào đón một mùa đông yêu thương phải không ạ? Và với những người đang yêu, mùa đông tuy lạnh nhưng không kém phần lãng mạn, bởi vì rằng những tia nắng của mùa đông không đủ gay gắt cũng đã đủ làm dịu ấm trái tim của những người đang yêu. Bởi vì rằng mùa đông về sau anh không thấy lạnh, bởi bên cạnh anh đã có em rồi, em nhớ anh như đồng về nhớ xét tình yêu một khúc cùng viên những nắng chiều một ánh mắt một đêm trăng hò hẹn thì cũng giống như cô dâu Nguyễn Ngọc chú rể thân nghiêm ước mơ ngày nào đó giờ đây đã trở thành sự thật. Và như vậy thì cho đến ngày hôm nay đây thưa quý vị ngày 20 tháng 12 năm 2020 nhằm ngày 7 tháng 11 năm Canh Tý được sự tác hợp của hai bên gia đình sự cho phép của chính quyền địa phương sở tại đặc biệt là sự đồng tình của những người bạn thân thương thì chú rể và cô dâu họ đã chính thức cập bến cầu thuyền tình yêu của mình đến bến bờ hạnh phúc. Và đây cũng chính là lý do mà tất cả chúng ta hiện diện tại nơi đây. Thì thưa quý vị lúc này đây thì ban tổ chức của chúng tôi sẽ không để cho tất cả chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời tất cả chúng ta hãy cùng nhau hướng dẫn cho phía sân khấu tình yêu của chúng tôi để cùng chờ đón cái buổi đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là sự hiện diện của cô dâu Nguyễn Ngọc sân xuyên cùng với chú rể thân nghiêm và thưa quý vị một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng buổi sáng chiếu rực ngàn ngàn tây nguyên với một khung cảnh mơ mộng được mở ra thì chính lúc này đây chú rể thân nghiêm đang diều sắt tay cô dâu Nguyễn Ngọc về với lâu đài vinh quang của ngày đăng quang hạnh phúc. Tất cả chúng ta lúc này đây đang được nhìn thấy họ với tình nhân tay trong tay hạnh phúc đang tình yêu sực cháy ở trong lòng họ bước đi với con tim thổn thức bấy nhiêu rồi mới phải nỗi nhớ mong và cũng xin là chúc cho chú rể và cô dâu yêu nhau yêu chọn cuộc đời tấm dây chọn thường có câu rằng chữ chung là để phần cha chữ hiếu phần mẹ hai ta chữ tình và với nghĩa cao đẹp đó lúc này đây chưa phát là tổ chức của chúng tôi xin mời giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của hai bên gia đình trong ngày vui hôm nay về vợ nhà gái xin được anh trưởng đến mời quý ông Nguyễn Văn Lý quý bà Lê Thị Hà là thân dân thân mẫu của cô dâu Nguyễn Ngọc và xin mời cầu tân sẽ đại diện cho họ nhà gái và xin mời gia đình của chúng ta hãy cùng nhau bước lên phía sân khấu trung tâm để cùng chung vui ngày hạnh phúc xin mời
tục đến từ họ Nhà Trai. Xin mời quý ông Huỳnh Trọng Sĩ, quý bà Nguyễn Thị Hương là thân dân thân mẫu của chú rể thân niên. Đắk Lắk và cho đến ngày hôm nay đây thì đã kết tình thông gia với hội Nhà Trai thường trú tại tổ dân phố 3A thị trấn Eka huyện Eka tỉnh Đắk Lắk. Và thưa quý vị, lúc này đây với những gì trân trọng nhất, xin mời chú rể cô dâu cũng như hai bên gia đình của chúng ta hãy cùng nhau cúi chào để cùng ra mắt tất cả có mặt trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Và trước lễ vui mừng, chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu, xin phép được bắt đầu. Hai họ, kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể quý vị có mặt trong hội trường, kính thưa quý cô ông. Hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình, hai họ, chúng tôi long trọng tổ chức làm lễ tân hôn cho hai cháu Nghiêm và Ngọc. Thì tôi cũng xin hân hạnh đại diện cho bên họ nhà ngoài xin có lời cảm ơn tất cả quý vị khách quý đã có mặt trong hôn trường. Và cũng không có gì hơn chuẩn bị bước sang năm mới, tôi xin trân trọng kính chúc quý vị chuẩn bị bước sang năm mới một lời chúc sức khỏe và thành đạt nhất. Thưa quý vị, ngày vui thì tôi có đôi câu chúc cho hai họ dài lâu muôn đời, chúc cho quý vị khách mời vui tươi hạnh phúc đời đời an khang, tương lai tươi sáng giàu sang, công danh sự nghiệp ngày càng đi lên, chúc cho đôi lứa vững bền tình duyên suôn sẻ sớm nên vợ chồng, chúc cho dâu rể ấm nồng sớm sinh quý tử con rồng cháu tiên, tơ hồng nguyệt lão thiên tiên rất công rất chính chẳng thiên vị nào, gương ngọc sáng soi thông thế sự sợi xích thẳng gieo kết lứa đôi. Nay cũng không có gì hơn, tôi thay mặt cho họ nhà ngoài và xin hân hoan vui mừng cho đã chào đón hai họ và quý vị khách quý trong hôn trường. Và cuối cùng cũng không có gì hơn, xin chào quý vị khách quý một lời chào trân trọng nhất. Trong mơ ơi giấc mơ sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới, từ nay trong tim đã có nhau trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi niềm tin bên nhau, dẫu tát biên đông cùng cạn hòa chung câu ca say đắm giai điệu hạnh phúc, chào cô dâu xinh bên chú rể anh tài cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang tân gia nhân tuyệt vời, chúc mừng hạnh phúc mong lứa đôi sống bên nhau dài lâu, chúc mừng hạnh phúc như đôi chim câu thủy chung suốt đời. Huh!
như trong mơ. Ôi giấc mơ sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau trong đời, buồn vui chia nhau tình yêu còn mãi. Niềm tin bên nhau dẫu tát biên đông cũng cạn, hòa chung câu ca say đắm giai điệu hạnh phúc. Yêu dịu nhau vượt qua giông tố.
hôn nhau. Cô ơi, hãy im lặng để hai người hôn nhau. Chim bay tung bay nhé, hoa ơi hãy tỏ hương và cây ơi lấy thật nhẹ cho đôi bạn trẻ ngọn xuân. Mặt trận bình yên, anh đứng ngồi nằm phố, cô hai vừa bàn ra. Họ hẹn nhau, họ chờ nhau, họ học nhau, hành hành. Họ đón nhau rồi một giây cùng quay về. Đâu chỉ có tình con và áo em. Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và lắng thương. Đặc biệt rồi có cả những mùa xuân. Con đường xưa đây rồi gặp lại em chiếc chén rượu tiệc bên bời ánh mắt ấy tiếng nói ấy thương thương ai gió về đây nắng về đây không vơi đầy lời mời từ xưa lời chào từ xưa những người đông đưa vẫn như ngày ngày ta thương đau về bốn ba rồi còn thương đau về bốn ba rồi. Oh,
lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo than đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu, dành cho chúng ta một đêm nhớ mơ. Trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu, và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Yeah. Lời hát xin cảm ơn tình yêu, xin cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Hạnh phúc cười.
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Oh, oh, oh. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Oh, oh, oh. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa trọn đời. Oh,
và trọn đời ta luôn có nhau. Đường về vẫn kề vai, đi bên em thân yêu làm anh ngất ngây lòng. Tháng năm như ngừng trôi, đời tuyệt vời khi có.
tôi. Ôi xin em, ôi xin không em, lo âu, không lo tình anh không phai dài lâu cho đến mai sau. Ôi xin em, ôi xin không em, lo âu, không tình lo anh âu, không phai dài lâu cho đến mai sau. Yeah. Dài lâu cho đến sầu Nguyễn Ngọc. Và lúc này đây, bằng những tình cảm thân thương nhất của mình, Quang Hội và Ngọc Oanh xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình tại đại lễ tân hôn ngày hôm nay, xin kính gửi đến tất cả quý vị khách quý, đặc biệt của sầu chú rể và hai bên gia đình lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc, lời cảm ơn chân thành và cùng với lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, tất cả chúng ta đang được sống trong chút không khí se lạnh của mùa đông, mùa của những con tim yêu thương tìm đến bên nhau để xây dựng lâu đài hạnh phúc mới. Và ngày hôm nay thưa quý vị, Thanh Niêm và Nguyễn Ngọc của chúng tôi đã chính thức tìm được cho mình một nửa. Và ngày hôm nay đôi nương của chúng ta sẽ chính thức nên duyên chồng vợ trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý của gia đình. Và kính thưa quý vị, chắc chắn rằng lúc này đây chúng tôi không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón nhân vật đầu tiên hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại hôm nay. Đó là chàng trai Thanh Niêm. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua
bao nhiêu nỗi thăng trầm. Nhưng lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em anh nhìn hàng mắt anh này. Lời mà chúng ta thanh niên muốn nói với cô dâu Nguyễn Ngọc. Và một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng quý vị khách quý của gia đình, sự hiện diện của hai bên gia đình chúng tôi trong ngày vui hôm nay. Đầu tiên về phía quý thân tộc họ nhà trai, trân trọng kính giới thiệu đến toàn thể quý vị khách quý của gia đình sự hiện diện của quý ông Huỳnh Trọng Sĩ cùng quý bà Nguyễn Thị Hương, thân sinh thân mẫu của chú rể Thanh Nghiêm. Trân trọng kính mời quý ông và quý bà chúng ta cùng nắm tay nhau trở về sân khấu để ra mắt cho toàn thể quý vị khách quý của gia đình. Và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón đại gia đình nhà trai thưa quý vị. Thưa quý vị khách quý thân mến, ngày hôm nay họ nhà gái trở về đồng hành cùng với họ nhà trai chúng tôi từ địa chỉ thôn 6 xã Ekane, huyện Cà Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị tân khách của gia đình chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn chào đón sự hiện diện của hai bên gia đình chúng ta trong ngày vui hôm nay. Quý quý và lúc này đây để cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị, đại gia đình của chúng tôi không biết nói gì hơn, xin được nghiêng mình cúi đầu thật sâu, trị trọng cảm ơn tấm chân tình của tất cả quý vị. Xin mời hai bên gia đình và cô dâu chú rể cúi chào 1, 2, 3 và xin một tràng vỗ tay thật lớn cho toàn thể quý vị. Đại đối với hai bên gia đình chúng tôi và gia đình chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp toàn thể quý vị khách quý ngày và giờ phút này, giờ phút đẹp nhất đã đến. Xin phép toàn thể quý vị khách quý của gia đình cho phép những người làm chương trình chúng tôi chính thức được tuyên bố buổi Thanh Nghiêm và Nguyễn Ngọc của chúng ta ngày hôm nay chính thức được bắt đầu.
cùng đến với những lời phát biểu sẻ chia cảm xúc của quý ông Huỳnh Trọng Sĩ, vị thân sinh thân thương của chú rể Thanh Nghiêm, xin đại diện cho gia đình nhà trai, đồng thời đại diện cho gia đình nhà gái. Xin được cả chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho cháu, cho hai cháu, hai con. Chúng tôi rất là xúc động, rất xin chân thành cảm ơn hai họ, quý vị đại biểu, anh em, bạn bè gần xa đã đến chung vui cùng với gia đình chúng tôi. Một lời cảm ơn xin gửi tới tất cả chúng ta. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Dịu dàng khiến anh rung động, làm anh mắt đầu chỉ riêng anh, mang lời thì thầm muốn nói với em. Em đẹp nhất đêm nay. La 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 la. Nhắn với gió hay bao trăng sao, ta thèm một lần sánh đôi bên nàng. Bước xuống phố hay lên thiên thai, tim này thật thà muốn nói với em. Em đẹp nhất đêm nay. Có dáng em hiền lắm, có nét môi thật duyên, có tiếng ai thì thầm. Ôi em đẹp nhất đêm. Đêm nay la 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 la. Lúc sáng sớm hay đêm hôm nay, em thật dịu dàng khiến anh rung động, làm anh mắt đầu chỉ riêng anh, mang lời thì thầm muốn. Em đẹp nhất đêm nay. La 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 la. Nhắn với gió hay bao trăng sao, ta thèm một lần sánh đôi bên nàng. Bước xuống phố hay lên thiên thai, tim này thật thà muốn nói với em. Em đẹp nhất đêm nay. Có dáng em hiền lắm, có nét môi thật duyên, có tiếng ai thì thầm. Ôi em đẹp nhất đêm nay. Hãy để anh dìu bước những sáng hay hoàng hôn, đừng hỏi vì sao, vì em đẹp nhất đêm nay. Đẹp nhất đêm nay. La 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 la. Vì em đẹp nhất đêm nay. Xinh đẹp như một bông hoa hướng dương, hương thơm có
như nàng thơ mà ai ai cũng mơ. Không gian lặng im chỉ còn hơi thở, cho anh được cầm tay để dìu em bước lên con đường hạnh phúc đôi ta đợi chờ. Cười lên đi cô gái, là em chưa ai, ngại chi lo chi nữa, đã có anh đây rồi. Nhìn em màu áo trắng đẹp như một anh trăng, đối với anh là cô dâu đẹp nhất. Cười lên đi cô gái, từ đây mỗi sớm mai nụ hôn anh êm ái sẽ đánh thức em dậy. Cười lên đi cô gái, để cho anh thấy vui, hãy hứa trọn đời ở bên anh nhé. Thank you.
Sống
đưa.